chúng ta sẽ không gặp nhau, sẽ chẳng còn là của nhau. Bờ môi ấy, mắt, mũi đã khiến anh như muốn níu lấy. Và trong vở kịch vừa rồi thì anh không cảm thấy cao trào. Anh sẽ thích hơn nếu như Hắc công tử và Bạch công tử lựa chọn lấy nhau cơ. Thân si cô nương, xin xa cô nương lủ thủ đi về, nó có vẻ nó sẽ cao trào hơn rất nhiều không? Bây giờ ba người cùng đi về chỗ và cho anh cái đoạn cao trào đó xem nào. Cả ở trong mà giá phải, đầu cả là đại nó thiếu ra rồi. Mình cảm thấy Đen chưa thực sự cộng tác trong cái thử thách đó lắm. Cảm thấy mình là vẫn kiểu bị hời hợt á. Và chưa tới. Hai bạn nào thoát vai quá. Các em không nhập vai. Tụi em ngại ngùng gì ở đây? Nếu ngại thì đừng đi diễn. Thử thách tình huống của tôi đưa ra đó là thần thái của một vedette. Nhưng mà các bạn lại ngại thì Phương thực sự cảm thấy rằng các bạn cần phải xem lại cái cách mà các bạn đang muốn theo nghề. Tụi em muốn truyền tải cái gì cho mọi người? Tụi em đã từng thất tình chưa? Nhẽ ra một cái tình huống như này là một tình huống tuyệt vời. Để khẳng định một lần nữa rằng là ok, nếu như không có sân khấu khó đó, chúng tôi có thể làm tốt hơn. Thế nhưng mà tụi em rớt, em đẩy người ta ra, trong khi đề bài rằng là hai người bị hấp dẫn bởi nhau. Và cô xin xa sẽ trở thành cô sân si. Em dễ dàng để cho người ta cướp mất người yêu của em như vậy sao? Chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, một cái kéo ra một phát thôi, ok, lăn đùng ngã ngửa ra đó, xong rồi đi vào. Mình khóc từ trong tâm, mình khóc bằng nỗi đau của mình. Mình cười, mình đau bằng cái nỗi đau tình yêu thực sự mình có. Mình cảm nhận cái người trước mắt dù không phải là cái người mà mình đang mong chờ, nhưng tình huống diễn nó yêu cầu mình diễn, thì mình phải sống thật với cảm xúc mà mình đã có ở trong quá khứ. Đó là lý do tại sao các em cần phải có nhiều trải nghiệm. Thế và chị nghĩ rằng lần tiếp theo, làm cái gì thì làm đến nơi đến chỗ. Đấy là nhận xét của chị. Đây chỉ là the next phase, the next time you can do it. Đón xem tập tiếp theo của The Next Phase Việt Nam 2021 được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật trên hệ thống kênh của The Next Phase Việt Nam. Sắm gì cứ tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt tiki ngay.